Kính thưa quý vị, đây là chương trình Thế sự Thăng Trầm do Phương Thanh thực hiện hàng tuần vào lúc 9 giờ tối, thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu trên hệ thống của Đài Truyền hình Việt Nam America Nam Bắc California và trên hệ thống điện toán toàn cầu vnatv573.com. Trân trọng kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi hôm nay được bảo trợ đặc biệt bởi công ty dược thảo Rêu Hoàng Hậu. Rêu Hoàng Hậu là một sản phẩm rất nổi tiếng của Nhật với hai tiêu chuẩn an toàn thực phẩm ISO 9001 và GMP. Mỗi tuần kính mời quý vị đón coi hai chương trình talk show của chúng tôi được thực hiện vào lúc 9 giờ sáng thứ Bảy và 7 giờ 30 phút tối Chủ nhật để biết thêm nhiều chi tiết có lợi cho sức khỏe hơn. Nếu quý vị có bất cứ điều chi thắc mắc, xin liên lạc trực tiếp với Phương Thanh 714-260-7311, 714-260-7311. Xin cảm ơn quý vị. Mở đầu chương trình hôm nay, Phương Thanh sẽ gửi đến quý vị một bản tin, một bài viết của tác giả Bông Lau với chủ đề Mọi nẻo đường đều đến La Mã. Xin mời quý vị cùng nghe. Lại thêm một vụ cảnh sát da trắng bắn chết một cô gái Mỹ đen 16 tuổi ở thành phố Columbus, tiểu bang Ohio ngày hôm qua. Chính quyền Joe Biden đã không đợi cuộc điều tra kết thúc mà mau lẹ kết tội cảnh sát đã quá bạo động nổ súng giết người. Nội vụ là cảnh sát Columbus được gọi đến để giải quyết một vụ xung đột nội bộ gia đình. Trong cuốn băng thu của số điện thoại cấp cứu 911, nghe tiếng người cãi vã và tiếng hét thất thanh, có người muốn đâm dao, gửi cảnh sát đến mau. Cảnh sát Columbus đã mau lẹ công bố cuốn băng của máy thu hình gắn trên người viên cảnh sát đã bắn cô gái 16 tuổi. Trong cuốn băng này ở phút 7.35, thấy viên cảnh sát mở cửa xe đi ra thì trực diện ngay một quang cảnh giao tranh khốc liệt. Một cô Mỹ đen khổng lồ đang vật một cô Mỹ đen khác xuống đất và một ông Mỹ đen cùng phe với cô hộ pháp nhào đến đá liên tục vào cô gái nằm dưới đất. Cô Mỹ đen khổng lồ xông lướt một cô gái Mỹ đen khác mặc quần áo màu hồng và đè ngửa cô này vào xe hơi rồi cầm dao tính lụi nạn nhân. Ông cảnh sát Mỹ trắng vừa bước vào trận địa hô lớn. Nằm xuống, hình như anh ta không còn thời gian để ra lệnh cho cô hộ pháp thả con dao ra, mà kêu cô gái mặc đồ màu hồng nằm xuống để anh ta khai hỏa vào cô cầm dao tính đâm. Bốn phát súng nổ vang, cô gái 16 tuổi lăn chiêng ra mặt đất. Ông cảnh sát này bắn nghề quá vì hai bên đang sáp lá cà mà bắn một loạt như vậy rất nguy hiểm vì dễ lạc đạn. Tuy nhiên, số phận của anh cảnh sát da trắng này sẽ đen như mõm chó vì cả một chính quyền thiên tả và phong trào Black Lives Matter sẽ kết án anh ta kỳ thị người da đen. Người ta bắt đầu biểu tình về vụ nổ súng này. Những khẩu hiệu mới vừa ra lò như là cuộc sống của người con gái da đen là quan trọng. Đường nào cũng sẽ đến La Mã anh cảnh sát ơi, bắn thì bị kết tội kỳ thị giết người da đen. Chậm tay không bắn, để cô khổng lồ đâm chết cô màu hồng thì cũng bị kết án không quan tâm tới tính mạng của người da đen. Hôm kia vụ án của viên cảnh sát Derek Chauvin dùng đầu gối đè chết ngài George Floyd ở Minneapolis đã kết thúc với 3 tội trạng dành cho phạm nhân là giết người và ngộ sát. Các tội trạng của Derek Chauvin không hề dính líu tới vấn đề kỳ thị. Tuy nhiên, chính quyền Joe Biden đã thừa nước đục thả câu, lợi dụng bản án này để nâng bi phong trào Black Lives Matter. Joe Biden biến bản án giết người thuần túy thành vụ án kỳ thị người da đen ở Hoa Kỳ. Ngài mếu máo đóng kịch, rên rỉ trên màn ảnh truyền hình những lời nói sâu cùng của ngài George Floyd trước khi lâm chung như sau. Tôi không thể thở, tôi không thể thở. Chưa bao giờ thấy một Tổng thống Hoa Kỳ ba xạo dùng một vụ án cố sát, nghiêm ngộ sát để đạt mục tiêu chính trị ma giáo của mình. Nữ dân biểu da đen Maxine Waters cũng đã xen vào một cách trắng trợn khi tòa án còn đang xét xử. Bà ta đã đe dọa bồi thẩm đoàn và nếu kết quả bản án không được như mong muốn thì kêu gọi người biểu tình phải chạm trán nhiều hơn. Ngay cả Ngoại trưởng Antony Blinken mà còn nhân cơ hội vụ án này đi nói xấu nước Mỹ để ngoại bang lấy các lời tuyên bố láo phép ấy để đánh bại nước Mỹ. Antony Blinken cho rằng kỳ thị là một vết nhơ của Hoa Kỳ. Ông ta gốc Do Thái, phải hiểu hơn ai hết nếu không có Hoa Kỳ thì cả gia đình ông ấy đã bị Đức Quốc xã bỏ vào lò làm món thịt nướng lâu rồi. Sự thiên vị và tuyên truyền bóp méo tội trạng về bản án của Derek Chauvin do chính quyền Joe Biden và các nhà lập pháp thiên tả đang tiến hành chỉ tạo nên lý do chính đáng để luật sư biện hộ kháng án lên tòa án cao hơn, vì coi như bản án vừa qua đã bị ô nhiễm không công bằng. Một chính quyền đêm ngày tìm cách chụp mũ những tội trạng hay các sai lầm bình thường của cảnh sát thành vấn đề kỳ thị.
không phải là một chính quyền có nỗ lực xây dựng tinh thần đoàn kết, không phân biệt màu da. Vì càng khai thác sự khác biệt chủng tộc thì càng gây nên sự chia rẽ về chủng tộc. Tại sao người Mỹ da vàng gốc Nhật, gốc Việt Nam, gốc Ấn Độ, v.v. không bị cảnh sát bắn chết hàng ngày, không bị đè đầu gối vào cần cổ, không bị bắn chết tươi khi quay người giơ tay đầu hàng, v.v. Bởi vì người Mỹ gốc Á Châu không lận chó lửa đi phá làng phá xóm lúc 2 giờ 30 phút sáng, không xì ke ma túy trộm cướp, không ù té chạy vì nghĩ rằng mình phi nhanh hơn kẹo đồng, không vùng vẫy kháng cự vì cho rằng mình bất khả xâm. Nói chung, người Mỹ gốc Á Châu có một cuộc sống đàng hoàng và tử tế hơn. Bị kỳ thị hay không là do tự chính mình tạo ra. Ngài Joe Biden và mụ Kamala Harris ơi, quý vị có biết điều này chăng? Và thưa quý vị, tội nghiệp cho anh cảnh sát này, anh rất da trắng này lắm. Như trong bài viết cũng đã nói, bây giờ không biết làm sao. Đây là hai người da đen mà ẩu đả với nhau mà còn bị tội như vậy, mà còn bị lên án như vậy. Huống hồ cái người mà được cứu là cái cô áo hồng đó, nếu mà cố là một người da trắng thì cái tội của anh này còn nặng gấp mấy lần. Và quý vị biết trong lúc cứu người chỉ có một ly, một chút xíu thôi để mình có thể quyết định được. Nếu không thì cô kia, một người to lớn lực lưỡng như vậy nhào xuống đâm người ta, cầm dao đâm, thì cô kia chắc chắn là phải chết thôi. Bây giờ mình phải làm sao để mà vẹn toàn được? Và quý vị biết nếu mà thực sự cái này nó chỉ là những người da trắng hoặc người da vàng thì nó không thành vấn đề, thì lại được tuyên dương là cảnh sát đã kịp thời cứu người mà không có bị cái người, một người kia đâm chết. Còn cái này thì bây giờ lại bị đổ thừa là, nghĩa là kỳ thị da đen. Thì hiện tại chúng ta mới thấy là cảnh sát bây giờ không biết phải làm sao. Phương Thanh coi được một cái bản tin nữa, họ nói bây giờ nếu như cảnh sát mà gặp những người Mỹ đen ở bên ngoài đường, có làm gì đi chăng nữa cũng không đụng đến và không bắt, không gọi là không giải quyết gì cả. Nếu có dân chúng mà cứ gọi 911 mà khi cảnh sát tới mà thấy đó là da đen là họ quay đầu đi, họ không đụng, họ không có hề đi bước vào. Là tại sao làm cỡ nào cũng chết, trong khi người ta lại thi hành công vụ, mạng sống người ta cũng rất là mong manh. Mình không thể biết được, tại vì những người mà đã ẩu đả như vậy là người ta phải có vũ khí, người ta phải, tức là phải làm sao mà người ta bạo động như vậy thì làm cảnh sát nếu mà không nhanh tay hoặc là không nhanh trí thì làm sao mà có thể giải quyết vấn đề được. Ở đây họ lợi dụng đến cái độ mà quý vị thấy đến bây giờ là họ đã nắm quyền trong tay rồi mà họ vẫn không làm cho đất nước này yên ổn. Họ vẫn không có gọi là làm sao mà cho tạo một cái cảnh nghĩa là mọi người đều là bình an và xây dựng đất nước để cho, nghĩa là cho nó, mình phải nói là đúng là phải làm đúng với cái chức vụ, cái trách vụ của người ta, cái trách nhiệm của người ta. Họ không làm, họ cứ đi làm những cái chuyện mà mình cũng chẳng hiểu là sao. Mình sống ở trên một cái nước văn minh như thế này, luật pháp thì gọi là phải nói là được thi hành nghiêm minh từ trước đến bây giờ, rất là công bằng và đối xử nhân bản với mọi người, mà đến giờ phút này mình không ra đường, mình không dám, gọi là mình phải cẩn trọng, mình phải, nghĩa là bằng mọi hoàn ở trong gọi là mọi khía cạnh, mọi phương diện. Quý vị biết ngoài cái vụ mà bạo động như thế này, ngoài cái vụ mà mình ra đường mình có thể bị đụng bất cứ, nghĩa là mình có thể bị chặn, nghĩa là bị đụng độ, hoặc là mình sẽ bị người ta hiếp đáp, hoặc là bị người ta xâm phạm đến mình lúc nào mình không biết. Ngoài ra cái đó còn có những kẻ xấu, nó còn dùng bùa ngải, rồi nó cùng dùng những cái để mà, nghĩa là đến lợi dụng người ta để kiếm tiền, rồi họ có cái ngải nói hay cái gì đó mình không biết. Bây giờ nếu mà nói ra thì có rất nhiều người không tin, nhưng những nạn nhân họ đã bị như vậy rồi thì bây giờ trả lời làm sao, mình giải thích làm sao về vấn đề đó. Và quý vị thấy cái những cái người mà ở phía bên cánh tả đó, họ như là cái vụ mà kết án cái anh Derek Chauvin cũng vậy nữa. Họ đã nói trước rồi, chưa nghĩa là chưa kết án gì hết, chưa có xét xử gì cả mà chưa xong thì họ đã nói rằng nếu như không được, gọi là không thỏa mãn với họ, không được đúng như ý họ muốn thì họ sẽ tiếp tục tới cùng. Và hiện nay quý vị biết là họ vẫn, Black Lives Matter kêu gọi cướp phá và hôi của cho tới khi nào mà họ thỏa mãn thì thôi. Một cái thông điệp khác, một thông điệp của Black Lives Matter đã được chia sẻ rộng rãi trên Instagram vào ngày 21 tháng 4 vừa qua.
kêu gọi mọi người đến trung tâm Mayfair ở Auckland để cướp phá và hôi của, nhằm vinh danh Maria Bryan, nữ thiếu niên 15 tuổi vừa bị cảnh sát Columbus tiểu bang Ohio bắn chết từ cái cô này nè. Khi cô này đang vung dao đe dọa hai người khác trong một vụ ẩu đả, nhà báo tự do Andy Ngô đã chia sẻ những thông tin trên Twitter của ông. Hãy, và cái thông điệp của họ như thế này, hãy cướp phá cho đến khi công lý được thực thi, phản đối bạo lực của cảnh sát, thông điệp viết như vậy. Mặc dù các video ở hiện trường cho thấy cô Bryan tấn công hai người phụ nữ khác bằng dao trước khi cô này bị bắn trọng thương và sau đó chết ở bệnh viện, nhưng các nhà hoạt động thuộc phong trào Black Lives Matter ở Columbus đã phản đối và gọi viên cảnh sát đã bắn súng là phân biệt chủng tộc vì cô Maria Makia là người da đen. Phản ứng lại trước thông điệp được lan truyền trên Instagram về việc cướp bóc các kế hoạch có thể xảy ra tại trung tâm Mayfair, Sở Cảnh sát San Leandro đã phải vội vàng ra thông cáo trấn an người dân rằng họ đã cử thêm các sĩ quan để tăng cường tuần tra và sẽ có mặt với số lượng lớn tại địa điểm đó. Nhà hoạt động Andy Ngô đã trả lời phỏng vấn trên Sky News cho biết là Black Lives Matter và cánh tả đang cố gắng lái sự việc này sang một việc về vấn đề phân biệt chủng tộc cũng như công bằng giới tính khi một nữ thanh niên da đen bị cảnh sát da trắng bắn. Ông Ngô nói, tôi mừng vì cảnh sát Columbus đã đưa đoạn video nhanh chóng, nó cho thấy nếu cảnh sát không hành động kịp thời, thì người phụ nữ mặc đồ màu hồng có thể đã bị đâm chết rồi. Và quý vị thấy rõ ràng bây giờ phải làm sao? Hiện nay, ở cái anh Derek Chauvin thì coi như đã xong rồi. Và chắc chắn mình thấy là một cái sự oan uổng mà mình cảm thấy là không công bằng rồi. Nhưng mà, và sau khi mà kết án anh này 75 năm tù như vậy, thì phía bên cánh tả những Black Lives Matter hoặc họ ra họ vui cười và họ cảm thấy họ thỏa mãn lắm. Tại vì một cái vụ án đó là khi mà xử, đó là xử quá nặng, kết tội quá nặng cái người cảnh sát đó. Còn cảnh sát này bây giờ họ cũng muốn làm y như vậy, cái vụ anh cảnh sát này cũng vậy. Tức là phải làm sao mà cho tù cho nặng, làm sao mà nghĩa là phải trừng phạt một cách đích đáng cho họ vừa thỏa mãn thì thôi. Nếu không họ sẽ tiếp tục bạo loạn nữa. Thì người dân ở Ohio họ rất sợ, cho nên cảnh sát ở đây họ đã phải trấn an người dân. Chứ nếu không họ đến họ cứ, nhất là cứ đến nhà của người dân rồi đập phá, rồi vào những các cửa tiệm của người ta, bạo động giống hệt như những kỳ trước mà chúng ta từng thấy. Một đất nước thật là không có quan trị quan nhậm gì, chẳng ai sợ. Và Black Lives Matter hiện nay cũng đã bất mãn với ông Joe Biden rất nhiều. Họ nói ông Joe Biden đã quên hết những cái gì mà họ đã giúp ông để đạt được cái chức tổng thống của nước Mỹ. Thành thử bây giờ họ đòi hỏi rất nhiều. Một cái bản tin tiếp theo Phương Thanh gửi quý vị là bà Harris tiếp tục ngó lơ vấn đề khủng hoảng biên giới. Hôm thứ Năm 22 tháng 4, Fox News đưa tin rằng bà Kamala Harris, người được ông Biden bổ nhiệm giải quyết cuộc khủng hoảng người di cư trong một hội nghị bàn tròn về tam giác phương Bắc, đề cập đến các quốc gia Trung Mỹ như là Guatemala, El Salvador và Honduras, cho biết là vấn đề cơ bản là phải giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của vấn đề khiến người di cư rời khỏi khu vực đó. Bà Harris mô tả biến đổi khí hậu, nghèo đói, an ninh lương, nhất là an lương lương thực là một trong những nguyên nhân, đồng thời nhấn mạnh trọng tâm của bà là giải quyết các vấn đề ngoại giao liên quan đến khu vực hơn là cuộc khủng hoảng ở biên giới. Theo Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ là CBP, vào tháng 3 có khoảng 172.000 người di cư không giấy tờ bị bắt ở biên giới Mỹ-Mexico, tăng 71% trong một tháng và là con số cao nhất trong 15 năm qua. Số trẻ em vượt biên không có người lớn đi kèm đã tăng gấp đôi lên tới 18.890 trẻ từ tháng 2 tới tháng 3. Đảng Cộng Hòa cho rằng chính việc ông Biden đảo ngược chính sách nhập cư dưới thời chính quyền Trump là nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng này. Và trước đó vào ngày 23 tháng 3, Thống đốc tiểu bang Arizona trong bài phát biểu tại Đại học Arizona có nói rằng Phó Tổng thống Mỹ là lựa chọn tồi tệ nhất có thể cho việc giải quyết vấn đề di cư ngày càng gia tăng ở biên giới Hoa Kỳ và Mexico. Trong bài phát biểu, ông nhấn mạnh rằng bà ta không đưa ra bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy bà ta coi biên giới là một vấn đề hoặc là một mối đe dọa nghiêm trọng. Hiện Arizona được xem là một tiểu bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất của cuộc khủng hoảng di dân. Và thưa quý vị, lời nói của ông Joe Biden khi mà tuyên bố là trao cái quyền giải quyết vấn đề biên giới cho bà Kamala Harris, bà đâu coi ra gì. Tức là ông nói thì kệ ông, mà bà làm thì kệ bà. Và bà nghĩ rằng ông này, có thể bà nghĩ rằng ông này cũng chơi không được đẹp lắm khi mà giao cái vấn đề mà khó nhai, khó nuốt để cho bà.
thành thử ra bà làm lơ, và ông thì biến đằng ông, bà thì biến đằng bà, và từ chối thì chúng ta cũng không biết, mở cửa biên giới cho nó tan hoang ra rồi bây giờ không giải quyết vấn đề. Bây giờ ai là người ghé lưng vào và gánh vấn đề này đây? Và thưa quý vị đang theo dõi chương trình Thế sự Thăng Trầm, Phương Thanh sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại. Xin cảm ơn quý vị.